main board của Thuốc liệu dòng Z90 có tốt không? Cùng thử check xem nhá. Thuốc Z90 Gear Plus D4 socket 1700 PCI 5.0 hỗ trợ cho Windows 11. Trong hộp sẽ nhận được một chiếc main board tổ tráng luôn, 2 dây SATA, 2 ốc NVMe và cũng có cả sticker. Em này thì là size ATX. Em này thì rất nhiều cổng kết nối luôn, 5 cổng USB 3.2 Gen 1, trong đó có 4 cổng Type A và 1 cổng Type C. Ngoài ra sẽ còn có 2 cổng USB 3.2 Gen 2 và 1 cổng USB 3.2 Gen 2 X2, nhưng mà là size C anh em nhá. Thêm nữa sẽ còn có 5 cổng audio và LAN 2.5G cho những anh em nào chơi hệ chơi server. Nằm ở trong đây sẽ là 4 khe DDR4 nhá, có thêm là 4 cổng SATA và 4 cổng M2, đều là 4.0 cả. Về PCIe thì trên này là 5.0, còn tất cả dưới đây thì đều là 3.0 hết anh em nhá. RGB thì em này có 3 cổng 5V và 1 cổng 12V vừa thái đầy đủ, còn có thêm 7 cổng fan. Mặt trước có thể gắn được USB 3.2 Gen 2, USB 3.2 Gen 1 và cả 2 USB 2.0. VRM ở đây thì là 14+1 phase 80A, có thể cân lên tới là 12900K một cách thoải mái. Socket thì có thể gắn được 2 loại tản nhiệt, cho các loại tản nhiệt cũ và loại tản nhiệt mới. Và tất nhiên rồi sẽ còn có cả đèn boost và chặn main đi kèm. Nói chung em này xịn sò vô cùng, xin nghe để mình chỉ mới tả nhá.